Xin chào tất cả chị em mình. Hôm nay thì Tisu sẽ hướng dẫn cho chị em mình cái cách chúng ta thực hiện cho cái mẫu áo kiểu. Ở đây mình nhìn thấy cái mẫu áo kiểu này là tay ráp lăng ha. Và phần cổ thì mình sẽ có xếp ly hai cái và sẽ về ở giữa và có được cái phần cổ áo lên. Chất liệu ở đây thì các bạn dùng cho mình phi hoặc lụa. Để mất vải thì lấy một dài áo cộng cho một dài tay cộng thêm 10 cm. Ở đây mình lấy thân trước là ngực chia 4 cộng 1, eo chia 4 cộng 0,5 và mông chia 4 cộng 0,5. Thân sau là mông chia 4 cộng 1, eo chia 4 cộng 0,5 và ngực chia 4 cộng 0,5. Nếu lần đầu tiên các bạn xem cái này mà các bạn chưa có hiểu được bài cơ bản thì tìm lại bài cơ bản áo cơ bản Tissue Shop xem trước khi xem bài này nha. Rồi cái phần cổ này thì mình sẽ giữ cổ như bình thường. Từ đây các bạn chia làm đôi nè. Mình sẽ nói về cái đường xéo ở trên cái phần góc nách và các bạn sẽ đi cho mình cái đường ráp lăng ở giữa. Sau đó mình kéo dài cái phần tay này ra. Chúng ta sẽ có được cái phần này là cửa tay chia 2 và mình cộng 1. Tương tự như bên này thì mình sẽ nối vào nè, đi xuống là 1 phân nè, đi lên 5 ly. Mình sẽ bỏ đi cái khúc giữa. Và phần này thì mình sẽ kéo dài ra. Đó, thì các bạn dựng hai đường này là đường vuông góc, sau đó mình nối nó vào thì chúng ta sẽ có được cái phần tay ráp lăng. Thế nữa mình sẽ cắt rập để cho các bạn hiểu rõ hơn. Và ở đây thì chúng ta sẽ có được hai cái đường xếp ly. Và để mà được hai đường xếp ly, bây giờ mình bắt đầu mình mới cộng vô rập nè. Các bạn sẽ cộng cho mình cái phần eo ở đây là 5 phân thì chúng ta sẽ vẽ được cái phần dọc của cái phần eo. Phân 0,5 là cái độ cử động ha, mình không tính nha. Các bạn sẽ cộng thêm cho mình 5 phân thì khúc này 5 phân nè. Các bạn sẽ nối cái phần này về đây thì mình sẽ cắt mở được cái phần này làm 5 phân, xếp cái phần eo lại thì chúng ta sẽ ra được cái mẫu ha. Cái tay này mình sẽ không dùng tại vì cái đây là tay ráp lăng. Bây giờ thì mình sẽ cắt rập. Cắt rập để cho các bạn hiểu rõ được bài hơn. Đây ha, đây là cái mẫu mà mình sẽ thực hiện nè. Các bạn xếp đôi cái phần giấy. Mình sẽ cắt cái phần tay này dài ra. Mình sẽ có được cái phần tay tay ráp lăng. Tại vì eo ở đây mình cắt là 5 phân. Thì để có được cái phần tay ráp lăng này thì các bạn sẽ đi cho mình cái phần cổ áo nè. Phần cổ này chia làm đôi nè. Phần này các bạn xuống cho mình 1 phân nè. Đây là 1 phân. Phần này lên 5 ly nè. Phần này là 5 ly. Thì chúng ta sẽ ra được cái phần tay áo ha. Thì các bạn cắt cái phần này ra. Và điểm ở giữa này là chúng ta có 5 xăng. Mình cắt cái phần này. Và chúng ta sẽ đi về từ cái phần giữa. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu cắt rập. Bạn cắt bỏ đi cái phần cổ áo nè. Phần này các bạn cắt bỏ đi điểm giữa nè. Phần này các bạn cắt bỏ đi điểm giữa nè. Thì chúng ta sẽ lấy cái phần tay này ha. Mình dán băng keo lại. Mình sẽ dán cái băng keo lại thì các bạn sẽ thấy là mình sẽ có được cái tay ráp lăng ở đây. Và các bạn muốn là cái phần tay này á, nó sẽ được rộng giống như cái phần tay dưới thì các bạn sẽ cắt ở đường giữa cho mình nè, giữ lại cái góc. Và các bạn sẽ cắt chêm cho mình một cái miếng rộng ra ở đây. Cắt chêm cho mình miếng rộng ra ở đây. Đây thì các bạn sẽ có được cái phần tay áo rộng. Thì ở đây các bạn sẽ bắt đầu chúng ta may xếp ly lên trên cái phần tay là chúng ta có được phần tay áo. Rồi bây giờ đến cái phần áo nè. Các bạn sẽ cắt cho mình đường này. Cắt cho mình đường này. Và cái đường này thì chúng ta sẽ xếp lại. Các bạn sẽ xếp lại mở rộng cho mình 5 xăng. Là bây giờ mình sẽ thu lại 5 xăng. Bạn thu vô ha. Thu vào 5 cm. Bên này cũng vậy. Thu vào 5 xăng.
Thì khi các bạn thu vào thì cái phần thân áo này của chúng ta nó sẽ trở về lại với lại cái phần chiều dài ban đầu của nó đó. Rồi các bạn xếp nó vào và chúng ta sẽ điều chỉnh lại cái phần eo và cái phần sườn, cái chỗ nào thiếu thì các bạn sẽ thêm vào ha. Và các bạn sẽ mở ra được cái phần cổ rộng. Thì với cái phần cổ V này các bạn sẽ xếp những cái phần xếp ly vô đây thì chúng ta sẽ hoàn tất được mẫu và chúng ta sẽ tra được cái phần tay rắp lăng. Thì đây là cái rập mà chúng ta hoàn thiện cho cái mẫu áo này. Thì xin chào nha. Chúc các bạn thành công. Chào chị Hồng An. Xin chào và hẹn gặp lại.